Anh nhấc xong cái tờ, tờ cho mày sang. Ôi giời, còn lắm, cái này đánh xe nâng à. Nâng đủ mẹ xe nâng, bây giờ cạt đó, mày lô ló, mày đánh xe nâng ra. Mình nhờ anh. Mình nhờ anh. Không có con to như mấy con máy dầu đâu. Dây to rồi. To đấy là bao nhiêu? To đấy bao nhiêu mà... Chà, còn 4 khoảng nhá đâu. To 9 ngựa. Cái này nó có thả cái ấy chưa? Cái này coi chừng ấy luôn. Phải là ai cầm càng. Cầm càng mà càng nó chắc chưa chứ. Chứ càng chắc đi chứ không một tụt càng đấy. À không cái. Vào răng thôi. Đây, để thêm một bốn không. Cứ đẩy vào nhà. Cứ để vào thêm 140S. Cái con dây. Dây đây. Cái này là máy gì đây? Sao mày lắc đối quá chứ độ mày em đang đẩy. Để cho ông đẩy đi. Má mày cắn con rối của. Đẩy này sao lên được không? Ông đẩy được. Nó ăn xuống dư ấy lên làm sao như được không? Cái gì đấy? Đây nhưng mà đâu. Sao nhà đây đâu. Đây nó khó. Ra hẳn ngoài cơ. Trời, xoay lại. Nhưng con là đẹp. Từ nha. Đây, kéo lại đây. Đó, anh hạ từ từ. Bạn chặt cái tay. Rồi. T160S. Con này to hơn con kia. Con này với con kia là một. À cùng một hãng. Kubota. À Kubota. Hàng Kubota. Động cơ Kubota. Cái này con gì? Đây đây không nhìn thấy được, không biết con này là gì. Quay mấy con này quay chi tiết làm gì? Bọc kín hết rồi quay chi tiết làm gì cho nó khổ ra. Anh ấy quay này để cho. Con to con đầu đi đi. Con này không phải của mày, con họ ấy, 8 con. Con đấy nhỉ, Isaki ấy nhỉ? Xong rồi mẹ con này sang bên đây nhỉ? Mẹ sang đây rộng. Anh để cái con đấy, anh nuôi con này sang được một vế này. Đúng rồi. Hai con này ở đâu rồi? Anh bán với em luôn nha. Rồi nếp xong rồi bên. Đẹp quá ấy. Xí thì bảo là khác hay. Như TR60. Kubota TR60. TR6 à? Đây là nhà. Lốp nhìn trông đẹp đấy. Đẹp. Người đông anh thì thẳng càng nha. À đúng không? Mitsu à? Con này là Mitsu à? Mitsu. To. Cái đầu là nặng này. TR6. Kubota. Con kia bong biển. Con này là con kia bong biển này. Rubin à. Rubin RC600. Rồi. Anh nhiên.
Bin không anh, làm gì mấy con đấy còn mấy con này nhìn như khả năng nhiều này, con này này, nhìn tung của nó, tung phi của nó này, rất đẹp này, mái chân chân đỏ, đấy cái đầu của nó bị che kín rồi nhưng mà nhìn trông khả năng con này là đẹp, bên này hơi xương một tí này, đây giò nó ra chạm rồi đấy. 250 VS của nó là 26 triệu. Con này đẹp đấy. Đẹp. Cái tay lái của nó này sơn giữa các thứ cũng còn đẹp nữa. Vẫn đẹp lắm. Lốp nữa có thứ vẫn đẹp này. Đây siêu 600 này. Rubin. Xô. Thì chơi giờ anh mới nhìn thấy Rubin đấy. Đây này. Xô. Anh biết nhưng nó mát của nó đây những gì này. Còn gọi nó là Mitsu thì là đây chúng ta xem con này là TR70, con này to hơn con TR60. Tay kéo cảm nha chú nha. Con này tương đương với 7 mã lực, 7 HP. Chúng ta con này cũng không tệ, nhìn trông cũng được. Chúng ta sẽ tiếp tục xem là bên trong chưa còn con nào. Trong kia còn là 2 thì xe còn 5 con nữa. Bên trong khả năng vẫn là TR60. Còn giữa nó là TR60. Mắc quá. Đây, nó phụ ta. Con tìm ơi. Chịu đâu Quỳnh ơi. Hai ông chịu đường này à? Chưa. Đây, dưới đây nhẹ lắm, chủ yếu là chú thôi. Đây rồi này. Chủ yếu là cái đầu này thôi. Thôi, hạ từ từ đi. Đây này, đầu này. Bám vào đầu đấy. Bám vào bánh ghê lắm. Bám bánh nó quay nguy hiểm. Kẹp vào tay. Còn xấu rồi. Con này vẫn là TR 6 chứ. À TR 7. TR 70. TR 70. Thế vậy là chúng ta đã thấy là có 2 con TR 70 rồi. Đây con này. Con này khéo là TR 70 rồi. Có 2 con Honda thôi. Nhưng mà con Yanma mà. Nào đó đây. Chơi đồ, chơi cái này hơi nhạt nha. Này tên là 70 rồi. Quay đầu đi. Mỗi người một tay ấy. Dưới đây còn là 3 người một đầu gì á. Hơn dầu đây nữa. Cái này mà. Đâu đừng có bám vào đấy chứ ơi, bám đấy quay nguy hiểm. Không cho cái đèn xuống. Sơn hồn há mồm. Nhìn thấy là choáng. Vẫn là TR70. Có hết à? Còn một con trong kia. Con này anh nhìn thấy đầu to lắm này. Nhìn thấy đầu to ấy. Yeah.
Ông xe chứ có xe có thằng thanh niên thôi, xe khách về. Bây giờ đi luôn không? Có. Đi chờ tí đi, nhắn số quá chưa? Có số mình xe mà. Có Mỹ Đình luôn không? Ừ, Mỹ Đình á. Xe nó tối mà, tối mới về mà. Đúng rồi, nhưng ngân hàng đây. Xe mà hay ra không luôn mà xe khách đây. À, thằng Quỳnh nó sang số qua cho ông Thọ phải có chứ nhỉ. Xe nào. Xe Lai Châu mà xe khách Mỹ Đình. Anh em tập trung nào. Bèo to đấy. Bèo 98 đấy. Nhìn cái đầu của nó to như thế này. Ôi ta. Ơi, dùng kiểu bên đây chứ. Thoải mái. Đưa. Hết rồi, đi vào tay. Bèo 98 đấy. Ôi, con này mất tay rồi. Ừ, con này là T155S. Không được em, mớm à. Không béo của nó đâu. Đây mình có một con T160 này. Đây là con T140. T155 là con này. Chắc là nhầm một trong mấy con ở bên kia thôi. Mày nhìn bên kia con nào vặn ốc dài hơn thì mày sang mày đổ. Đây con này vặn ốc dài hơn này. Đây là toàn cảnh máy xới đất về hôm nay của chúng tôi đây. Đây là tổng cộng có là 8 con. 8 con tất cả. Vui lòng nhấn nút subscribe hoặc đăng ký để theo dõi kênh. Nhấn chuông để nhận thông báo khi có video mới.